Một. Mỗi người trong đời khi hiện ra đều mang trong người một giá bút trị. Có lẽ sẽ có nhiều bạn luôn tự hỏi giá trị lớn nhất của cuộc đời mình là gì và luôn tìm câu trả cho nó nhưng mãi vẫn không tìm được. Trước khi nói về giá bút trị lớn nhất của cuộc đời bạn, mời các bạn tham khảo câu chuyện sau. Mưu tời y phụ Dương ốm yếu hèn linh cảm sẽ chẳng sống được bao lâu đã gọi con gái tới và nói, đây là chi cờ đâu ngờ hôm ma ông của A con đa cho phụ Dương và no hơn 200 tu y. Nhưng cờ khi giao no cho con hãy mang xuống chợ bán. Nếu có người hỏi giá bút, thì con đừng nói gì hết mà chỉ đưa hai ngón tay. Nếu có người trả giá bút, thì con đừng bán và mang trở về. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho con biết giá bút trị lớn nhất của cuộc đời con là gì. Sáng hôm sau, cô gái tuân theo lời phụ Dương dặn, vui vẻ mang tới chợ để bán. Trong chợ, tấp nập người mua kẻ bán, ai nấy đều rất hiếu kỳ, ai lại chỉ ngồi bán có một chiếc đồng hồ cũ kỹ lạc hậu thế kia. Kết quả một lúc sau, một người thiếu phụ đi đến, hỏi cô gái. Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền? Cô gái vắng lặng và đưa hai ngón tay ra. Người thiếu phụ lại nói. Hai đô a. Cô gái lắc đầu, người thiếu phụ lại nói. Vậy 20 đô a. Thôi được rồi, chồng tôi có lẽ thích những thứ cũ như thế này để trưng vào tủ kính của phòng khách. Nghe nói vậy, cô gái nghĩ. Trời à, một chiếc đồng hồ cũ mềm mà lại có người mua đến giá bút 20 đô sao? Thế là, cô gái không bán mà mang về như lời phụ Dương dặn. Cô gái nói. Thưa phụ Dương, hôm nay, có người bỏ ra 20 đô để mua chiếc đồng hồ đó của con. Người phụ Dương lừ đừ rải đáp. Không cần phải dội. Ngày mai, con hãy mang nó đến viện bảo tàng. Nếu có người hỏi giá bút, con vẫn chỉ giơ hai ngón tay lên. Nếu người đó trả giá bút thì con không bán và mang trở về, rồi chúng ta sẽ nói sau. Sáng sớm ngày thứ hai, cô gái lại vui vẻ mang chiếc đồng hồ cũ đến viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng, có rất nhiều người vây quanh, rồi rì rào bàn tán. Một chiếc đồng hồ bình tầm thường thế này có giá bút trị gì đâu mà mang đến viện bảo tàng chứ? Chiếc đồng hồ này được đưa đến viện bảo tàng thì chắc chắn là nó có giá bút trị gì đấy, có lẽ chúng ta vẫn chưa nhận ra mà thôi. Lúc này, một người từ đám đông bước đến, hỏi cô gái. Này cô, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy? Cô gái không báo cáo chỉ giơ hai ngón tay như lời phụ Dương dặn. Người đó nói. 20 đô a. Cô gái lắc đầu. Người đó lại nói. 200 đô a. Cũng được, tôi cũng đang cần để té sung vào bộ sưu tập những đồng hồ cũ của bảo tàng theo từng thời kỳ lịch sử. Nghe thấy vậy, cô gái bất giác bu lùi lại một bước vì quá sửng sốt. Cô gái vẫn nghe theo lời của phụ Dương mang chiếc đồng hồ về. Thưa phụ Dương, hôm nay có người muốn mua chiếc đồng hồ này với giá bút 200 đồng. Lần này phụ Dương đã muốn nói giá bút trị lớn nhất của cuộc đời con là gì chưa? Người phụ Dương gắng gượng từng hơi thở, mỉm mỉm cười đáp. Ngày mai con hãy mang nó đến khu chợ đầu cổ để bán. Cũng y như cũ, nếu có người trả giá bút thì con hãy về. Ta nhất định sẽ nói cho con biết giá bút trị lớn nhất của cuộc đời con là gì. Sáng sớm ngày thứ ba, cô gái lại mang đến khu chợ đầu cổ, vẫn có nhiều người hiếu kỳ vây quanh. Một số người bàn tán. Chiếc đồng hồ này hiệu gì thế? Từ đâu ra vậy? Thuộc thời đại nào? Đến chiều tối, sau cùng cũng có một người bước đến hỏi. Này cô gái nhỏ xíu nhỏ, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy? Cô gái vẫn đưa hai ngón tay lên. 200 đô a. Cô gái trợn mắt, há mồm, sửng sốt bật lên một tiếng hả. Người khách này tưởng mình trả giá bút rẻ quá khiến cô khó tính nên hối hả nói lại. Không, 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 tôi nói nhầm rồi, là 2.000 đô.
2.000 đô. Cô gái nghe đến đây thì hối hả ôm chiếc đồng hồ, chạy một mạch trở về. Về đến nhà, vừa thở hổn hển vừa nói. Cha ơi, lần này chúng ta giàu to rồi. Có người ngày hôm nay chịu bỏ ra 2.000 đô để mua chiếc đồng hồ của chúng ta. Bây giờ thì phụ dương chịu nói giá bước trị lớn nhất của cuộc đời con rồi chứ. Người phụ dương xoa đầu cô con gái nhỏ xíu bỏng, nói rất trìu mến. Con Nga, giá bước trị lớn nhất của cuộc đời con cũng giống như chiếc đồng hồ này vậy. Nếu con đặt mình ở chợ, thì con chỉ đáng 20 đô. Nếu con đặt mình ở viện bảo tàng thì con có thể đánh giá bước đến 200 đô. Nếu con đặt mình ở khu chợ đồ cổ thì con sẽ đánh giá bước đến tận 2.000 đô. Đây chính là giá bước trị lớn nhất của cuộc đời con. Cha mua nợ cho con bi tờ con đơ nợ đun ngờ nơi thi gia tri của A con cờ tấn công gia đun ngờ ngay bờ tư cờ. Ngờ tờ chi nhờ mới nhờ gia ơi sai cho gia chi nợ dư khi con bi đa nhờ gia sai. Y bi tờ gia tri của A con xe trân trơ ngờ con, ngờ ở châu không phu hơ bờ dơ y con, đừng ở bên cạnh người cô biết giá bước trị con. Nói xong, ông thanh thản từ giả cõi đời. 2. Câu chuyện này gợi cho bạn suy nghĩ về cuộc đời mình. Bạn định vị cuộc đời mình như thế nào? Bạn sẵn sàng đặt mình vào cuộc đấu giá bước cuộc đời nào? Bạn sẽ tìm một vũ đài cuộc đời nào cho mình? Người khác coi tầm thường bạn không đáng sợ hãi, chỉ sợ hãi bạn coi tầm thường chính bạn dạng thân mình. Ai nói bạn sẽ không có được thành công? Ngoài bạn ra không ai có thể đưa ra bất cứ định nghĩa nào cho cuộc đời bạn. Một cá nhân muốn có thành công lớn thì phải không xong xuôi tìm cho mình một vũ đài lớn. Một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho chính mình đó là bạn biết được giá bước trị riêng của bạn dạng thân. Bạn cảm thấy tự tin rằng bạn là người đặc biệt, duy nhất và cần thiết. Chẳng có người thứ hai trên nhân loại này giống như bạn. Cuộc đời mỗi người đều có những hưởng thụ riêng, quá khứ dù thế nào cũng đã qua, hiện tại biết nhìn nhận lại mọi thứ là tốt rồi. Nhìn lại, nhìn rõ rồi sống, sống cho vui vẻ thoải mái, sống có tính xây dựng hướng thiện để tương lai dù có thế nào cũng không phải hối hận. Điều gì là vui vẻ tích cực thì hãy cứ làm đi, cứ mỉm cười đi nhưng cũng quan sát mọi thứ đi, làm rõ nỗi lo sợ hãi của bạn đi, có cần phải sợ hãi không? Giá trị của bạn dựa vào sự chủ quyền trong tâm hồn bạn, không dựa vào cách nhìn của người khác. Các giá bước trị bạn có trong cuộc sống xác định niềm tin về bạn, dạng thân bạn và nhân loại bao quanh bạn. Nếu bạn có các giá bước trị tích cực như tình yêu yêu quý, lòng từ bi, hào phóng, bạn sẽ tin cẩn rằng mọi người trong nhân loại của bạn xứng đáng được những giá bước trị này và bạn sẽ cư xử với họ một cách phù hợp. Khi tin cẩn vào bạn dạng thân và muốn trở thành một nhân loại đúng nghĩa, bạn sẽ tìm thấy chính mình một người có tư duy tích cực và thành công trong cuộc sống. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống đó là chấp nhận bạn dạng thân. Mặc dù điều đó không hề tiện lợi nhưng hài lòng với chính nhân loại bạn có lẽ là điều cần thiết nhất để có thể sống hạnh phúc. Cho dù cuộc sống đối xử với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ vẫn có cơ hội để chấp nhận bạn dạng thân và học cách yêu yêu quý chính nhân loại thật của mình. Thông tầm thường chúng ta tầm thường đặt kỳ vọng vào bạn dạng thân mình cao hơn so với kỳ vọng vào những người khác. Thay vào đó, hãy nỗ lực đối xử với bạn dạng thân giống như cách bạn đối xử với bản thân của mình. Hãy nhận ra những ưu điểm của bạn dạng thân mình. Giá trị bạn dạng thân phải do chính ta nhận ra. Còn nếu không, cuộc đời bạn chẳng ý nghĩa gì. Hãy tự suy nghĩ thật kỹ về giá bước trị của mình.